Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 3 tháng 12 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, dường như mọi khó khăn rắc rối đều được giải quyết ổn thỏa Nhờ cách thể hiện năng lực tài tình và tinh thần trách nhiệm cao mà con nháp này được đánh giá cao từ cấp trên. Nhưng nếu muốn có sự thăng tiến xa trên con đường công danh bổng lộc thì những chú chuột cần phải nỗ lực gấp nhiều lần. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp sóng gió, con nháp này có thể sẽ nảy sinh nhiều hiểu lầm, tranh cãi với nửa kia. Còn nhân duyên của người độc thân thường đến muộn, người tuổi tỷ dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ với người khác giới. Tài chính, vận trình tài lộc do dào, không ai có thể coi thường khả năng kiếm tiền và cách quản lý tài chính thông minh của người tuổi tỷ. Cẩn trọng, điêm bỏ cỏ tai nạn sâu sát xảy ra do ảnh hưởng của tí mạo tương hình. Tuổi giáp tỷ không kiểm soát được cảm xúc truyền tình cảm rõ ràng tội vĩnh tỷ công việc được giải quyết rọn ràng làm đâu xong đấy tội mậu tỷ tìm được hướng đi đúng có không gian phát triển tội canh tỷ bất đồng quan điểm với nửa kia và tranh cãi gay gắt tội nhầm tỷ đường tình duyên chắc trở đôi lửa nhiều mâu thuẫn con số may mắn số 56 số 12 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Công việc lặp đi lặp lại không làm khó được con giáp này. Trái lại, còn có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo được đánh giá cao. Tuy nhiên, những chú trâu dễ cảm thấy chán nản với công việc hiện tại và muốn có sự bứt phá nhiều hơn. Tình cảm Vân Trinh tình cảm có nhiều điều mới mẻ. Không kể là người đã lập gia đình hay còn độc thân cũng cảm nhận được sự hạnh phúc từ những cử chỉ quan tâm chân thành chu đáo của người thương. Tài chính, Vân Trinh ta lộc sáng rõ, mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo mà con nhấp này mong muốn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng, tâm tình bất ổn, suy nghĩ tiêu cực dẫn tới những quyết định thiếu suy nghĩ. Tuổi, ất sửu, tiêu xài hoang phí nên dễ rơi vào tình cảnh tụng thiếu. Tội, tên sự, chú ý kiểm soát cảm xúc để hạn chế những mâu thuẫn tranh cãi. Tội, kỹ sự, thiếu sự tập trung và tỉnh chuyên nghiệp trong khi làm việc. Tội, tăng sự, không suy nghĩ kỹ lưỡng trước các quyết định hợp tác đầu tư. Tội, quỹ sự, có thể bị khiển trách vì thái độ chảnh mạng. Câu số may mắn, số 2, số 11 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi ngọ ba tử vi hàng ngày của tuổi dân công việc vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn tử vi ngày hôm nay cho biết con giáp này không có việc cần phải bận tâm trong khoảng thời gian này Ngoài trừ những người đang làm công việc liên quan đến giấy tờ sổ sách cần phải cẩn trọng hơn để tránh những sai lầm và sai sót tình cảm vận trình tình cảm tốt đẹp người độc thân nhờ sự mài mỏi mà nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng may mắn là bản mệnh đang bắt đầu cởi mở và chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu nên mọi chuyện cũng dễ dàng tài chính vận trình tài lộc có biến động điềm bảo tài chính có hao hụt thất thoát do những sự cố bất ngờ xảy ra và khó có thể đề phòng trước Cẩn trọng, sự nóng vội, hấp tấp dễ ra ra nhiều sai lầm không đáng có Tuổi giáp dân, việc làm ăn diễn ra thuận lợi, đầu tư có khởi sắc Tuổi bính dân, tiêm bảo có họa, mất tiền oan, nên thận trọng với mọi người xung quanh Tuổi màu dân, nên tranh thủ thời cơ để làm đầy tủ tiên Tuổi canh dân, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng Tuổi nhâm dân phiền lòng vì tình cảm rõ ren chú ý lời ăn tiếng nói trong lúc nóng nảy con sổ may mắn số 48 số 20 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tý 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra ổn định trong môi trường làm việc tập thể những chú mèo luôn ưu tiên đến sự hòa thuận sẵn sàng trở thành người trung hòa cho mọi cuộc mâu thuẫn xích mích. tuy nhiên đừng để lòng tốt của mình trở thành thói bao đông. tình cảm vận trình tình cảm vững sắc người độc thân dễ dàng tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình và mạnh dạng bộc bạch tình cảm. cuộc sống gia đình luôn giữ được sự hài hòa. đó là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp bản mệnh vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. tài chính vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng tiến không ngừng, đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái và đủ đầy hơn bao giờ hết. Cẩn trọng, tình trạng sức khỏe xa xúc nghiêm trọng do ảnh hưởng của ngũ hành một vườn, đề phòng các bệnh vật do thời tiết gây ra. Tuổi ất mão, việc hợp tác làm ăn có tiến triển đáng kể. Tuổi tinh mão, vấn đề tài chính không còn là nỗi lo. Tuổi kỷ mão, nên dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn tuổi tân mão khối lượng công việc lớn nhưng vẫn bình tĩnh và tự tin đối mặt tuổi quý mão không cần đổi tốt giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi con sổ may mắn sổ 21 số sổ 82 màu sắc may mắn màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, may mắn được các tin nâng đỡ mà còn giáp này dễ dàng khẳng định được năng lực bản lĩnh của mình tại nơi làm việc. Cấp trên công nhận công sức, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, người tuổi thân càng có thêm tự tin, động lực để chinh phục mục tiêu phía trước. Tình cảm Vận trình tình cảm không được như ý muốn, mối quan hệ với người thân yêu còn tồn tại căng thẳng, bất hòa vì chưa tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, lẫn lý, tưởng sống. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, các hạng mục đầu tư đều tiến triển thuận lợi, đem tới cho con dắp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Cẩn trọng, kiểm soát cái tôi cá nhân và cần nóng giận, tránh gây tổn thương cho người khác bằng lời nói thiếu suy nghĩ của mình tuổi giáp thân đêm bảo có hạ tiểu nhân đeo bẩm gieo rắc thị phi tuổi bính thân gặp nhiều rắc rối vì đào hoa sát ập tới tuổi mậu thân có kẻ nỗi xấu bịa đặt gây mất danh dự uy tín tuổi canh thân vận trình to lộc vô cùng hành thông rộng mở tuổi nhâm thân những người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán thuận lợi con sổ may mắn số 33, số 40, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mọi nỗ lực, sự nhiệt tình, hàng sai trong công việc giúp cho con giáp này được mọi người nhìn thấy và công nhận người tuổi tỵ có thể sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng trong ngày nếu cố gắng hơn nữa. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, còn giáp này với nửa kia may mắn tìm được tiện nổi chung, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và cảm thông mà không phải cặp đôi nào cũng làm được. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức trung bình, bản mệnh nên nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn mới mong cải thiện được tình hình. Tài chính hiện có. Cẩn trọng, đề phòng có tai nạn xe cộ hay bị xử phạt hành tránh do vi phạm an toàn giao thông. Tội ất tỵ, cái tôi của bạn bị đẩy lên cao khăng khăng làm theo ý của mình. Tội đinh tỵ, cấp trên phơi bình, đồng nghiệp gây chuyện, mất tinh thần. Tội kỹ tỵ, không tập trung giải quyết các vấn đề rắc rối. Tội tân tỵ, sự cố chấp có thể làm gia tăng nguy cơ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tội quỷ tỵ, hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Con số may mắn số 72, số 14, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 7. Tứ vi hàng ngày của tuổi Ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà con giáp này trong ngày hôm nay đạo vất vả trật vật. Các nhiệm vụ được hoàn thành trong đúng thời hạn quy định. Cấp trên đánh giá cao và có thể cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn tình cảm. Vận trình tình cảm khởi sắc, tình yêu đôi lửa đem lại cho những người trong cuộc cảm xúc tuyệt vời mới mẻ nhất. Con người độc thân dù chưa tìm được người ưng ý nhưng đang trong các mối quan hệ tiềm năng với người khác phải. Tài chính, vận trình tài lộc xa suốt, điềm bảo có hung tinh đeo bám, người tuổi ngọ dễ mất tiền oan hay trộm cắp cướp giật. Cẩn trọng nên bảo vệ tài sản cẩn thận, tránh đeo nhiều đồ trang sức ra ngoài. Tuổi giáp ngọ dễ gạt hái được thành công nhờ trí tệ sản xuất. Tuổi bính ngọ chuyện tình cảm buồn phiền có điềm bảo đổ vỡ. Tuổi mậu ngọ những người đứng trên cương vị lãnh đạo được các tin che chở. Tuổi canh ngọ thiếu tự tin và không biết cách nắm bắt cơ hội. Tuổi nhâm ngọ đào hoa phượng sắc giúp vận trình tình cảm suôn sẻ nhiều bên. Con số may mắn số 89 số 56 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi tỵ 8. tứ vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng tinh thần hăng hải nhiệt huyết và nguồn năng lượng dồi dào giúp cho bản mệnh thỏa sức sáng tạo cũng như bay bổng với những ý tưởng mới mẻ của mình khối lượng công việc có gia tăng nhưng điều đó dường như cũng chẳng thể nào làm khó được những chú dê tình cảm vận trình tình cảm kém sắc các cặp đôi thường nảy sinh mâu thuẫn cãi vã vì những lý do nhỏ nhặt nếu không sớm cải thiện tình trạng này thì e rằng mọi quan hệ sẽ sớm đi vào bể tắc khỏi lòng của vạn tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng các kế hoạch dần đi vào quỹ đạo việc kiếm tiền chỉ phụ thuộc vào sự nhạy bén linh hoạt của người tuổi môi cẩn trọng, sức khỏe có dấu hiệu sa sút do tuổi mùi hăng sai làm việc và không quan tâm tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ. Tuổi ất mùi Tình cảm vợ chồng rạn nứt và có nguy cơ đứt gánh giữa đường. Tuổi đinh mùi trở vì những lời bùi tai mà nhẹ dạ cả tinh. Tuổi kỷ mùi đề phòng tiểu nhân nảy sinh ghen ghét tìm cách cản trở. Tuổi tân mùi gặp xung đột mâu thuẫn với đối tác tuổi quỷ môi cần chú ý hơn đến vấn đề tiêu hóa của mình con số may mắn số 51 số 49 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Đây là thời điểm thuận lợi đem về cho con giáp này vô vàng những cơ hội đầu tư hợp tác. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính càng có khả năng thăng tiến cao hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc nhân duyên ảm đạm, người độc thân lại khá e dè và bị động trước các mối quan hệ nên khó lòng thay đổi được cuộc sống hiện tại của mình. Còn các cặp đôi yêu nhau trở nên cứng nhắc trong việc bày tỏ tình cảm với đối phương nên khiến đôi bên dễ cảm thấy chán nản. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, mặc dù khoản thu nhập chưa thật sự đột phá, nhưng bằng khả năng quản lý tài chính thông minh, bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu thường ngày cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực nên thường có những suy nghĩ bi quan. Tuổi giáp thân, người có người có đôi có cặp, tìm được cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu. Tuổi bính thân, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tuổi mậu thân, hay cố gắng nắm bắt tình duyên khi nó đến. Tuổi canh thân, con đường ta lộc rộng mở thân thang, tài chỉnh bớt nỗi lo. Tuổi, nhâm thân có thêm thu nhập từ nghề tài trải rủng rỉnh hầu bao con sổ may mắn số 8 số 22 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý 10 tử vi hàng ngày của tuổi Dậu công việc vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi do có kẻ ngã chân giữa chân nên mọi công sức nỗ lực của con giáp này có khả năng bị đổ sông đổ biển những chú gà tránh nên nhẹ dạ cả tin rồi vô hình chung trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ gian. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp, khả năng ăn nói khéo léo, sự quan tâm chân thành, tinh tế giúp cho con giáp này dễ dàng duy trì được mối quan hệ tình cảm hiện tại. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình nhờ nhân duyên khả vượng. Tài chính Vận trình tài lộc lên xuống bất thường, nguồn thu nhập không ổn định đòi hỏi người tuổi giàu phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học. Cẩn trọng, đêm bảo có họa tiểu nhân gây họa, sức khỏe có dấu hiệu sa xúc. Tuổi ất giàu có thể phải đối mặt với chiêu trò ám toán của tiểu nhân. Tuổi đinh giàu đầu tư thua lỗ nên thiệt hại một khoản không nhỏ. Tuổi kỷ giàu không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày. Tuổi tân giàu tình cảm vợ chồng lạnh nhạt và có nguy cơ đổ vỡ. Tuổi quý giàu Đo lửa có nhiều cơ hội thể hiện tình cảm với đối phương. Con số may mắn: số 1, số 92, màu sắc may mắn: màu xám, quý nhân phù trợ: tuổi ngọ. 11. tử vi hàng ngày của tuổi tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, dễ dàng. Còn giáp này gặp nhiều phận may trong ngày mới, khả năng sáng tạo dồi dào cùng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao đem tới cho người tuổi tuất nhiều thành tích đáng kể. Con đường công danh sự nghiệp phía trước vô cùng rộng mở, bản mệnh nên tận dụng thời cơ trước mắt để có sự thăng tiến nhất định. Tình cảm Vận trình tình cảm tốt đẹp vui vẻ, các mối quan hệ luôn giữ được sự êm êm, hòa thuận nhờ nỗ lực phun vẽn tình cảm của những người trong cuộc. Họ tìm về nhau trong những lúc yếu lòng, mệt mỏi nhất và coi đó là chạm dừng chân an toàn. Tài chính, vấn trình tài lộc tư sản, tầm nhìn chiến lược giúp cho người tuổi tuốt không bỏ qua các cơ hội kiếm tiền nào trước mắt. Cẩn trọng, tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, đặc biệt là các bệnh liên quan đến thận, gan. Tuổi, giáp tuốt, tài chính bất ổn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi, bính tuất những người làm nghề tự do đón lợi nhuận rộn rỉnh tuổi mậu tuất nên chọn hưởng may mắn để xuất hành hoặc cầu tài tuổi canh tuất kinh doanh thuận lợi buôn bán có lãi tuổi nhâm tuất không xác định được mục tiêu và khả năng của bản thân con số may mắn số 2, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất 12. tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, những ý tưởng sáng tạo độc phá, độc đáo và bức phá hứa hẹn sẽ giúp con giáp này có sự thăng tiến xa hơn trên sự nghiệp. Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, ít nhiều giúp cho con giáp này tự tin bộc lộ khả năng của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm đón nhận nhiều tình vui, sự cởi mở, chân thành của người độc thân đem về cho bản mệnh nhiều mỗi nhân duyên tốt đẹp tình cảm vợ chồng ấm em hạnh phúc trở thành điểm đến lý tưởng của không ít người tài chính vận trình tài lộc do giàu tuổi hợi có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều cẩn trọng đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra do sự bất cẩn và mất tập trung tuổi ất hợi có điềm bảo đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay tuổi đinh hợi dễ đưa ra những nhận định sai lầm khi đại cảm xúc chi phối tội kỷ hợi để chuyện buồn phiền trong quá khứ ảnh hưởng tới tinh thần tuổi tân hợi nên giữ thái độ khiêm tốn và tinh thần ham học hỏi tuổi quỷ hợi khoảng cách đôi lửa ngày càng xa cách nhau hơn con số may mắn số sổ 2 số sổ 13 màu sắc may mắn màu xanh nước biển quý nhân phù trợ tuổi sửu